con ngựa mình nay nó dạng rồi các bạn ơi. Coi nó quan sát nó làm gì nè. Lắc lư á, lắc lư cái đầu ghê không, nó thấy con bọ ngựa ở trong rồi kìa. Lắc lư giống như nhánh cây đưa. Đâu xuống dưới vậy trời. Đó. Đi đâu vậy? Giật khán giả ra con. Đó, nhìn ghê không? Một con mắt nó nhìn ghê không? Thôi mình cho nó vô ngủ đi. Quậy phá quá. Nó bụng bự quá mà chưa đẻ nè. Vô ngủ chỗ ở của nó đó.